Chào các bác, clip hôm nay thì có mem cối ngon bổ rẻ cho các bác chơi. Đấy, các bác chơi con này thì gọi là mua một mà được hai. Dòng Tech A6100 hôm nay về được một máy rất là đẹp. Em quay chi tiết cho các bác. 6100 thì chạy được băng 3, băng 5, băng 7 và băng 10. Đấy, mức giá rất là tốt, chạy được băng 10 và nó chơi được cả băng 2 trách và băng 4 trách. Còn thu thì nó thu chuyên sâu hai trách giống như là những cái máy pro. Thì khá là ít những cái máy ở trên thị trường làm được cái điều này. Đấy, để mà chạy được cả băng hai trách và băng bốn trách thì có một số đời như là Tech 7030 giá khá là cao. Đấy, nó không hợp lý như con này. Xong rồi đến Akai thì phải những cái model như 400D pro, những cái dòng máy pro, dòng máy chuyên nghiệp thì mới có thể là vừa chạy được cả băng hai trách và băng bốn trách. Tuy nhiên ngày hôm nay bên em về được con 6100 này. Đấy, rất là hiếm ở trong cái phân khúc, trong cái tầm tiền mà dưới 20 triệu. Đấy, chơi được cả băng hai trách. Con này thì về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và cũng như là zin nguyên bản cho các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy hình thức của nó rất là đẹp. Mặt mũi thì nét căng luôn. Đấy, 6100 các bác nhá. Mặt mũi nét căng luôn. Em này thì thiết kế với cái mặt nhôm phay màu trắng và có những cái đường vân ngang nổi khối rất là đẹp. Model 6100 đây, thể hiện ở phần chính giữa. Các cái chi tiết như là tay cơ này, rồi cái phần bánh đà này, các cái phần bánh tì, đấy, còn rất là đẹp. Hàng phím bấm thì gần như là chưa có sử dụng nhiều, chưa có cái sự bóng mờ theo cái thời gian và hình thức còn rất đẹp. Bên trái thì có một cái hàng nút được bố trí theo cái để chiều hàng ngang, một nút nguồn, một nút nhớ, một nút chỉnh băng 7, băng 10 và một nút chỉnh tốc độ nhanh chậm. Đấy, cái phần que này là cái phần nó sẽ nâng cái cần bánh tì này các bác nhé. Đấy, hai cúc đồng hồ vu rất là đẹp. Em này thì thử hưởng cái thiết kế của 6300. Đấy, chất âm tương tự như 6300. Tuy nhiên nó lại chơi được cả băng 2 trách và băng 4 trách. Đấy, những cái núm nút này còn rất đẹp. Còn nguyên những cái họa tiết vân trải tia sáng bóng luôn, kể cả những cái phím nhỏ này các bác nhìn nhé. Đấy, còn rất là đẹp luôn, xuất sắc. Máy thì được trang bị hai cái hồi gỗ ở hai bên rất đẹp và sang trọng. Đấy, hai hồi gỗ này còn đẹp nguyên, không có sức mẻ gì cả. Và mời các bác chúng ta sẽ xem cái phần nội thất của em 6100 này. Đây em sẽ quay cho các bác xem cái phần nội thất. Đấy, tấm lắp lưng này còn rất đẹp. Đấy. À, đây. Model là 6100. Em này thì đời thuộc đời series là 4 số, một trong những cái đời đầu cho cái chất lượng thành rất tốt. Đấy, con này thì nội thất thì rất là mới. Còn nguyên cả những cái nút bịt này. Đấy, nút bịt phía sau. Đây, nội thất của con này rất là mới với sắt xi 7 màu. Đấy. Sắt xi là 7 sắc cầu vồng. Đấy các bác nhìn này. Quá là mới luôn, những cái chi tiết của cái phần motor này. Motor em này thì rất ít sử dụng. Đấy, cho nên là sắt xi còn đẹp. Đấy, bạch sắc cầu vồng. Máy được bố trí khá là nhiều. Đấy, khá là nhiều các cái chi tiết linh kiện được bố trí sắp xếp dày đặc cũng như là ngăn nắp. Đấy, hệ thống dơ le rồi thủy mạch. Đấy, cái phần bánh đà đây. Các bác xem, còn logo của Tech đây. Quá đẹp. Ở phía trong máy đây các bác có thể thấy là rất là nhiều các cái vỉ mạch được bố trí đẹp và ngăn nắp gọn ga. Con này thì các bác chơi lành và bền, có thể nói rất lành và bền luôn. Đặc biệt là cái phần nội thất của các em này quá đã. Và với cái sản phẩm 6100 này thì em Lan Trần có cái giá bán là 17.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Đấy, máy thì em sẽ tặng các bác một cặp húp Tech để các bác chơi băng 10 và giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. Đấy, em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.